Nếu các bạn chưa biết thì mình đã lập thêm một kênh mới rất dễ thương về chủ đề review truyện tổng hợp. Đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ giải lao sau những giờ học hành và chơi game căng thẳng, cùng với những bộ truyện hay và hấp dẫn nhưng không kém sự hề hước. Hy vọng các bạn sẽ ghé thăm và ủng hộ qua đường link dưới phần mô tả hoặc qua phần mục kênh của mình. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, cho mình trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay thì cũng đã đến lúc mà chúng ta cho một nhân vật xuống núi rồi các bạn ạ. Và đó chính là chú rồng Trường Xuân, cũng đã lên 5 sao của mình nha các bạn. Có vẻ là qua một cái khoảng thời gian chúng ta empower thì ngày hôm nay chú rồng Trường Xuân của chúng ta đã lên 5 sao rồi các bạn ạ. Đấy, thế mới nói là có công lai rồng thì có ngày có năm sao phải không các bạn? Tất nhiên là chúng ta cũng phải chọn công thức lai phù hợp rồi. Như các bạn thấy thì công thức tiếp theo của mình đã lựa chọn đó chính là chú rồng Horoi và chú rồng ở trên đây đó là Berlin. Thì cũng nhanh video này thì mình cũng sẽ đặt tên cho chú rồng Berlin luôn nha các bạn. Bởi vì trong video đợt trước thì mình có hỏi tên là để xem là có bạn nào có tên nào khá là thú vị dành cho chú rồng là Berlin Dragon không. Thì có một số bạn chúng ta cũng có một số cái tên rất là hay như là Long Công Tử rồi nói chung là Boy Phố Boy Ngố đấy, nhưng mà nói chung thì trong những cái tên rất là hay đấy thì mình phát hiện ra có một tên khá là hay và phù hợp, nói chung cũng khá là vui nhộn, đó là tên Long Nhong nha các bạn. Đó là tên mà bạn Nhong, linh thú của mình ở trong Play Together đã gọi là nảy ra sáng kiến này. Nói chung thì cũng khá là hay và có cái sự, nói chung là có sự liên quan nha các bạn. Đấy, nhìn là biết là Long rồi mà Nhong nữa thì phải nói là một sự kết hợp khá là ok giữa việc là thấy một anh chàng khá là long bông phải không các bạn. Ok, vậy thì chúng ta đã có tên mới cho chú rồng Berlin Dragon rồi. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục với hành trình là lai chú rồng Berlin và chú rồng Horoi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ bóc tem cho chú rồng 5 sao, đó là rồng Trường Xuân, để xem sức mạnh của chú rồng này sau khi lên 5 sao sẽ là như thế nào nha các bạn. Cũng như là sẽ có một số những chú rồng khác chúng ta sẽ tiến triển lên cái quá trình này. Ok, bây giờ thì bắt đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ lấy chú rồng đang summon ở trong quả trứng trước. Ở đây thì chúng ta thấy được chú rồng này là summon trong sự kiện summon đợt trước đấy các bạn ạ. Đấy, đặt chú rồng này ra rất là nhanh phải không nào. Bây giờ thì đến lượt là chú rồng recon đầu tiên, đó là Horoi các bạn. Ok, vậy là chúng ta đã có 100 mảnh Horoi đầu tiên được recon thành công rồi. Quá là tuyệt vời luôn phải không nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là recon mảnh của chú rồng Horoi tiếp theo bằng cách là chúng ta sẽ vào chỗ của chú rồng Horoi, sau đó sẽ nói chung là nâng cho chú rồng này lên khoảng tầm level 30 cũng được các bạn ạ. Trái cây mình đang khá là nhiều, chung là để 30 cho nó tròn đi, mà để 21 cũng được, vì khi mà nâng lên ở level 4 sao chúng ta chỉ cần là 560 mảnh được rồi, thì một vài chú rồng level 21 cũng không sao. Đấy, còn khi nào mà nâng lên 5 sao thì cần những chú rồng là kiểu 800 mảnh đó, thì cần 8 chú rồng thì mình nâng mỗi chú rồng lên level 30 cũng không sao mà các bạn. Đấy, ta sẽ nâng luôn cho một chú rồng ở bên đây luôn nha. Thì mỗi chú rồng đây 81 vậy thì chỉ cần có khoảng tầm 2 chú rồng cấp độ 21 là được rồi, còn lại thì mình đều sẽ nâng lên là level 30 nha, để cho nó nhanh. Đấy, dù sao Horoi cũng là một trong chú rồng chúng ta lai theo cái công thức mà không phải là công thức cấp S đâu các bạn ạ. Nhưng không sao, dạo này thì lai cũng đã dễ hơn rồi nên chắc là cũng ok phết các bạn ạ. Đấy, vậy là chúng ta lại recon thành công một chú rồng Horoi rồi nha các bạn. Rồi, và bây giờ thì là cái bước lai xem chúng ta có ăn may ra không. Ui dồi ôi, trên đây còn hai chú rồng Horoi nè các bạn, quá là nai sư phải không nào. Trời ơi, rồi xem nào, có ra không, thành công không. Ây giờ đề phát này chúng ta lại là chưa ra rồi các bạn ạ. Chúng ta nên cần phải thử lại. Trời ơi, sao cái công thức này là chúng ta phải đắp lại thế này. Rồi, và có lẽ là mình sẽ chọn lựa chú rồng băng dưới đây. Công thức này chắc cũng không cần là chỉnh sửa gì nhiều. Rồi, vậy thì không ra rồi nha các bạn. Vậy thì đến lượt là công thức bên đây, xem là quý công tử Long Nhong có ra thêm lần nữa không. Ra không nào.
Ui rồi ôi, cũng không ra được các bạn. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta đến với lại nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó là chú rồng Trường Xuân sau khi đã xong công thức live rất là lâu rồi. Đấy, finish nào. Rồi, thế là rồng Trường Xuân cũng đã lên là 5 sao rồi các bạn ạ. Chúng ta đã có bộ đôi là Trường Xuân và Gió Tiên Sinh. Hay quá, một bộ đôi của một công thức mà hình như là mình like luôn cả ba tụ luôn các bạn ạ. Thấy là lên rất là nhanh. Còn chú rồng Blood này, Blood này là thủ lĩnh clan 11. Chưa có nhiều cái ấn tượng về việc là kiểu nâng sao lắm. Nhưng biết là có nên nâng bao giờ không nhỉ? Mình xem thử. Với cái lượng op hiện tại của mình là 854 đối với lại op Heritage và 632 đối với lại là op Legend thì cũng chưa có dịp gì mà để chúng ta gọi là nâng sao vội đâu các bạn ạ. Vì tiếp theo mình muốn nâng cho chú rồng là mắt đỏ lên 5 sao thì mình phải cần là 800 mảnh luôn á. Còn Heritage thì mình chưa có định nâng nên là thôi mình sẽ nâng cho rồng này luôn nha. Đấy, để xem chú rồng này ra thì cũng có nơi review các bạn ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại chú rồng Trường Xuân sau khi đã lên 5 sao rồi. Nhìn lại dàn 5 sao của mình luôn. Ok, ta sẽ tính những chú rồng Legend Heritage thì sao, em biết nữa. Ok, vậy là chúng ta đã có là chú rồng Bùa Tiên Nhân 5 sao, Rotus 5 sao, Aboclip 5 sao, Abyss 5 sao, Super Sonic cũng 5 sao luôn rồi. Cái công thức trên dàn này là dàn kiểu là rồng ngày xưa đấy các bạn. Rồng Bùa thì mua ở trong shop, rồng Rotus thì like công thức xưa, còn ba chú rồng này like trên hòn đảo trên không nè. Còn bên công thức mới thì chúng ta sẽ có là rồng đây các bạn, đội trưởng và đội phó. Thì hai chú rồng này like ở trong dịp mới nè. Rồi rồng thủ lĩnh clan nè, rồi Gió Tiên Sinh và những chú rồng thủ lĩnh clan khác thì lấy trong rương clan. Bây giờ thì có thêm là dòng Trường Xuân nha các bạn. Ok, như vậy là hình như là cũng đã full những chú rồng 5 sao mà chúng ta có thể là lên được trong cái giai đoạn là phân tách rồi đấy. Hay thật là hoài niệm một khoảng thời gian qua, thời gian rất là lâu các bạn ạ. Bây giờ mới được là ok như thế này. Wow. Nếu mà không tính chú rồng Epic thì chúng ta có bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 15, 6, 7, 18, 19, 20. 20 rồi các bạn ạ. Để mình xem thử là trên cái ô này là bao nhiêu nè. Profile cho ô này là 1 ô là 7. 7, 3 ô là sẽ là 21, tính thêm chú rồng Epic đây là 21 là mình đã full profile màu vàng rồi các bạn ạ. Nhưng mà ở trên đây chưa có lên cho mình các bạn. Gió Tiên Sinh chưa lên, rồng Trường Xuân chưa lên. Đó, chỉ còn một chú rồng nữa, chú rồng nào? Wow. Gió Tiên Sinh với lại rồng Trường Xuân thì là hai. Còn một chú rồng nữa. Khoan, mình sẽ rồng có thủ lĩnh clan lên rồi mà. Ủa, vậy chú rồng nào chưa lên vậy? Để xem nào. Trong cái công thức này, Gió Tiên Sinh, thủ lĩnh rồng Trường Xuân. Chú rồng gọi là thủ lĩnh clan 10 chưa lên được. Do là level còn thấp. Nhưng mình không hiểu sao mà chú rồng Bubble Blast cũng level 60 tới nơi rồi mà chưa được lên. Chắc là phải lên full rank quá. Chú rồng kia nữa. Nhưng mà tạm thời thì xét ra là mình đã profile full vàng rồi các bạn. Biết là sự kiện trái cây có tới không để mà mình chính thức lên full vàng quá hả? Trời ơi, rồi file gọi là phải full vàng thế này. Đấy, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong gọi là quét trước đi. Xem nào. Trời ơi, quét Ascent. Yeah, quét Ascent các bạn ạ. Quét này như là để lấy mảnh của chú rồng Ascent và lấy huy hiệu. Thì nói chung á, là chúng ta đang có một cái gói offer là bán cho rồng Ascent này. Mình chưa có gọi là làm video cho các bạn xem về cái sự lựa chọn là có nên mua chú rồng Heritage 2 Ascent Smear Dragon với giá 999 game không? Khi đây có thể là một trong những điều hào phóng của nhà phát hành trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đó là bán chú rồng Heritage đặc biệt. Mà đặc biệt hơn nữa là chú rồng này mới ra luôn mà đã được bán bằng game rồi. Tất cả mọi người ai cũng có. Thì câu trả lời sẽ có trong video ngày mai nhé các bạn.
Có là ngày mai mình sẽ làm về video là tin cực sốc về bán cho rồng 2 Ascensive Miragan, và sẽ có tư vấn định hướng xem chúng ta có nên mua hay không. Đấy, và nick chúng ta có nên mua hay không. Đấy, trời ơi, một ca game nha các bạn. Rồi, thì không đánh được cái quest, tạm thời không đánh được cái quest đấy, thì mình sẽ đánh quest này. Một cái món quà gửi đến. Ok, bây giờ đơn giản thôi, mình bấm vào rồng gió. Thì rồng Trường Xuân cũng đã ở trên đây rồi, trên cả luôn là chú rồng mắt đỏ. Mặc dù chỉ số thì chúng ta hơn tí xíu ở chỗ là hệ gió đó các bạn, nhưng thực ra thì chúng ta còn phải học hỏi nhiều lắm. Ok, làm sao cấp độ 55, không phải là cấp độ 40 đâu nha các bạn. 55 là do đợt trước cũng có là cái sự kiện đấy các bạn, thành ra là chúng ta cũng đã nâng chú rồng Trường Xuân lên 5 năm. Giờ đang chờ điều gì đó sẽ đến, bởi vì như các bạn thấy là nhà phát hành chúng ta đã cắt giảm cái cập nhật về việc là cho những chú rồng này lên rồi. Trời ơi, nhìn chú rồng này ớn ăn thiệt sự các bạn. Chú rồng bên kia có nhiều con mắt mà chớp chớp, nhìn giống mấy cái lỗ đấy các bạn. Trời ơi, nhìn thiệt sự lúc mới chơi nhìn chú rồng đó ớn ăn vô cùng. Để gió tiễn chú rồng đó đi đi, cuồng phong bão gió, thế rất là bão lá các bạn ạ. Phóng ra một cái tia lá đâm chồi. Rồi còn cái quét này, động thái nhập hành là ôi đánh quét, đánh full nhanh giúp tôi đi. Tôi không cho gọi là không cho cày luyện ranh như kiểu kia rồi. Và đánh thì nào mà thua thực sự đấy các bạn, đánh mà thua thiệt thì mới có điểm, còn thoát ra là không điểm rồi. Để đó đi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cầm anh chàng này vào trong language để mà đi cùng với gió tiên sinh luôn nhỉ. Đây là một thử thách khó đấy. Gió tiên sinh, gió tiên sinh, hai anh chàng này gió luôn á. Không biết là kết hợp lại người ta có ăn được không. Trong khi đó ta sẽ cần nhiều hơn là như vậy. Rồi, gió tiên sinh và rồng Trường Xuân. Trời, có 3 điểm thử thách rồi nha. Vô nào. Với sự trở lại của gọi là cặp đôi gió tiên sinh và rồng Trường Xuân, hai người bây giờ đã là 5-6 hết trơn rồi. Hello, hello. Nhưng mà ai sẽ là người phải cày luyện ranh cho hai chú rồng này nữa. Đấy, đánh là stem bet nè. Tại vì mình ít đánh trong đây á, nên việc cày ranh nó lâu. Thêm một đòn gió nữa nè. Khi nào mà có cái ranh gió mà có dễ thì chắc là mình mới cày được cho hai chú rồng này. Với lại hai chú rồng này phải lên level 70 mới dễ cày được. Bây giờ đến rồng Trường Xuân, nhân vật chính ra tay, sức mạnh bão gió. Bão lá đi. Ồ, đã chạm trán vào một chú rồng có bơ xoáy xoáy nè. Bơ này hình như là bơ đam. Ra là vậy, muốn lấy bơ đam để khắc chế chúng ta sao? Xem một đòn đánh. Ồ, mình thấy là mình chưa train skill luôn á. Wow, nhưng mình chưa train skill luôn các bạn. Bên đây mới train skill tempest à. Bên đây chắc là cũng vậy. Hay do chưa train skill nhưng không sao đâu. Sức mạnh chúng ta vẫn luôn tràn đầy. Với cái đòn đánh thì là cũng trên 50k rồi nha. Với sức mạnh này thì chắc là mạnh hơn so với lại là chú rồng của Holy rồi. Có phải là dễ dàng đạt tới sức mạnh của Holy đó, ngày xưa là khó lắm đó. Đấy, giờ thì đơn giản hơn tại vì chúng ta có nhiều công thức để like rồi. Nhưng tương lai thì của Holy sẽ vượt qua thôi. Tại vì Holy đang gọi là like mà. Sau này cũng phải là lên 5 sao thôi các bạn ạ. Cái vấn đề mà lên 70 thì phải chờ sự kiện rồi. Thì các bạn thấy là mình có quá nhiều những chú rồng 5 sao, không phải chú rồng nào mình cũng cho lên 70 được. Được, trái cây chúng ta bây giờ chỉ có là 180 thôi. Việc nâng lên nó sẽ khá là khó khăn so với việc mình nghĩ nhiều đấy. Vì nhiều chú rồng quá. Nhiều chú rồng quá thì người ta không thể gần là nào bao dung hết được các bạn ạ. Còn lượng game thì đang ít dần để mà mình không thể mua trái cây 100+ đó. Nên mình tích trái cây dần dần thôi. Ok, và là trận đấu đầu tiên đã xem như là thành công rồi. Cũng khá là ok nhưng mà thành công được trận đấu đầu tiên. Giờ vẫn còn sớm nhỉ. Mình sẽ gọi là boost tháp lên, xem sức mạnh chúng ta khi mà có tháp thì sẽ như thế nào nha. Lấy nào, khâu khi đã có tháp rồi thì chúng ta sẽ nói lời sức mạnh với lại những rồng trong đây sao. Ok, nếu như được boost tháp lên thì gió tiên sinh cũng đã gần đạt đến trạng thái của một chú rồng level 70. Tiếc là chúng ta chưa có gọi là full bơ, full run chứ, full run thì mới ok hơn ấy.
Đấy, skill này do Đức cũng đã chí mạng lên 157k rồi. Nhục chính chúng ta sẽ ra tay hấp kill thôi. Ơ, chứ rồng này quá, skill này Đức luôn á. Ồ, đúng là hai anh em nhà rồng, gió có khác. Đây chính là thành quả lai rồng lâu luôn các bạn ạ. Giờ mới chính thức là lên 2 chú rồng 5 sao đây. Wow, nhiều bạn ta lên từ bao giờ rồi. Ồ, cháu thiệt. Nhưng không sao đâu, không sao đâu các bạn. Cứ đánh đi, không sao đâu, mình có cầm theo Redemption mà. Redemption này là lấy free trong tủ khóa, quá là ngon lành đi. E he, có rồng này ra tay, nhân vật chính sống lại. Ở chưa? Có rồng này ra tay, nhân vật chính sống lại. Đấy, và lần này thì sống lại thiệt các bạn ạ. Rồi, và sau khi sống lại thì điều chúng ta làm là solo với chú rồng kia. Năng lượng của gió, bão lá. Đấy, và ăn luôn. Easy. Đấy, trời ơi, chắc là do gặp chú rồng easy đấy các bạn ạ. Như vậy là cũng đủ rồi. Cái thành quả chúng ta đến ngày hôm nay đã có sự nhận lại. Ồ dạ, đầu nha. Đấy, thì khi gặp trường hợp bị khắc chế bởi hệ bua thì mình có thể lấy rồng trường xuân ra. Vì rồng trường xuân sẽ không bị khắc chế bởi hệ bua, nhưng chúng ta sẽ bị khắc chế bởi primal nha. Thì nếu mà primal thì lấy chú rồng gió ra, hai người bù trừ cho nhau vậy cũng được. Nhưng mà kết quả thì chúng ta vẫn sẽ gọi là đánh bại chú rồng boulder bên kia thôi. Nào boulder, tới đây. Rồi còn lại chú rồng này bị khắc chế rồi. Đã vậy ta sẽ sử dụng đến những samurai. Có được hồi máu cho chú rồng thấp máu không? Hay là hồi máu cho rồng trên kia? Yeah, hồi máu cho rồng trường xuân là ok, nai sư rồi. Hãy đỡ lấy sức mạnh của mặt đất. Ui da, có vẻ là căng đây. Cơn gió này thì sao? Ok, như vậy chúng ta đã đánh bại gần như là tất cả đối thủ trong đây chỉ với rồng trường xuân và rồng gió tiên sinh và sự support đến từ là chú rồng lưỡi đem sạch. Không còn giống như ngày xưa nữa rồi. Wow, vẫn chưa lên rank nhỉ. Ok, giờ thì mình sẽ vào trong arena sang tiện đang có là bút tháp. Thì mình không biết là có cho được chú rồng gió vào đây ăn được điểm nào không, nhưng mình sẽ thử nha các bạn. Thử xem chúng ta có ăn được điểm nào không nha. Ok, lựa chọn đối thủ cho mình đi nào. Sao đối thủ khó vậy? Như giờ chắc là không xài những samurai rồi. Bậy rồi, chú rồng hai Ascend một mối thù. Hai Ascend này có skin nè. Giờ mình cầm hai chú rồng nào mà có sức mạnh ra bạch tay chú rồng kia phát rồi vô lại các bạn ạ. Đâu rồi? Đây rồi, đội hình này không bị chú rồng bên kia khắc chế nha. Đến lúc bạch tay chú rồng bên kia rồi. Vô đi. Này là cái này là chuyện ngoài cá nhân nha các bạn. Level 70 thì có vẻ mình hơi na, chứ mà chú rồng này có level 55 mà cũng mang skin xanh chín vào đây. Phải bị bạch tay thôi các bạn ạ. Đấy, xong hỏa lên. Với sức mạnh con mít chúng ta không thể đánh được người mạnh thì chúng ta sẽ đánh khi mà chú rồng này còn đang gọi là non nớt. Đấy, trả giá vì sự non nớt của mình đi. Rồi, giờ thì xài skill gì tiếp theo nữa nhỉ? Đấy rồi, một đòn đánh chí mạng. Ờ mà khoan, chú rồng này hình như là cũng có sức mạnh bão tố đấy. Ui rồi, bão tố cũng đến như vậy thôi. Hãy xem skill bóng tối thần trưởng đây. 255k, quả nhiên sức mạnh không phải dạng vừa. Đấy, mình không cầm theo chú rồng có hệ Chaos, nhưng mà đội hình mình vẫn khá là chất nha các bạn. Đấy, báo lại mối thù cái gì đấy? Cái gì đây, mới đánh xong là bảo là muốn báo thù ư? Hãy đánh với đội hình này đi. Thì đội hình này khó khăn các bạn ạ. Chú rồng 2 Master với lại là Sinh Phù sẽ không khoan nhượng với chúng ta đâu. Xem có chú rồng nào vào đây tham chiến không. Mấy chú rồng dưới đây mình lại không có bị kia các bạn ạ. Không được. Đai đồng vào thì khá là nguy kịch. Nguy kịch thực sự lắm. Cho chú rồng nếu mà có hệ kia vào thì được. Đai đồng mà né được cái pha đầu tiên của chú rồng kia thì ok đai sư. Còn không thì thôi, đừng đai sư nữa. Vô. Trời ơi, đánh thiệt luôn hả? Đánh thiệt luôn, liều thiệt sự. Ông khoác hình như chú rồng bên kia là chí mạng mình mà. Chú rồng gọi là kia kìa. Ui rồi ôi. Đánh luôn, bảo thù các bạn ạ.
này là trận chiến vì sự báo thù. Ê khoan, sao mà xài gì mà chơi mà xài skill đặc biệt quá vậy? Quá chú rồng đen. Ông mà giờ gặp chú rồng bên kia rồi thì sao ta? Mình không thể cho chú rồng này ra đóng chú rồng kia được. Chắc để đây để mà chú rồng kia hấp thụ cái sức mạnh đó là song hỏa mà giật như vậy là khá là nguy hiểm nha các bạn. Nào, mong là chú rồng bên kia không block. Ui da, ui đau nha. Đau nha. Giờ không sao, đánh tới càng quyền thở đi. Ua, ua ôi. Vẫn còn một chú rồng ở kia. Không lẽ mình xài commit detonation để chú rồng kia chơi cái skill kia nhỉ? Chú rồng này mất bơ rồi. Tiếp theo là đòn đánh tiếp theo thế nào cũng sẽ xài cái đòn đánh là hấp huyết lên á. Không biết liều luôn, liều ăn nhiều. Rồi xong. Rồi anh ơi. Đã kích hoạt cái trạng thái siêu Saiyan của Đa Anh Hùng rồi. Còn lại một mình làm sao mà còn một mình Hexer đánh với lại này thì vẫn ok nha. Sức mạnh siêu Saiyan. Đấy. Rồi tới rồi. Giờ là báo thù, khoảng cách báo thù là đến rồi. Thì mình sẽ xài skill bóng tối. Lý do là giật nhiều phát mà. Lo gì. Đấy. Ok. Và giờ thì mình sẽ gọi là báo thù nha các bạn. Này tôi đã nói gì. Còn Nanh Thần với lại chú rồng này thì Nanh Thần vẫn có thể là ác chiến. Hầu như chúng ta cần chờ một tên để hồi skill nhỉ. Thế thì đã đến lúc là chú rồng đang thùng ra mặt rồi. Từ sau thì chúng ta vẫn còn bơ hồi sinh. Không sao đâu. Ý dạ, tại hả anh còn bơ hồi sinh đó nhẹ. Rồi ok. Nè giờ thì để chú rồng này. Rồng này thì vẫn còn bơ hồi sinh nữa. Còn không? Ui ôi 246k luôn. Hey, Quỳnh Đại làm gì mà vội vàng quá dở. Anh để còn bơ hồi sinh nè. Này thì báo thù thành công rồi. Báo thù rửa hạnh thành công rồi các bạn ạ. Đã đánh bại một chú rồng 2 Accent. Mặc dù chưa phải 70 nhưng mà đã đánh bại một chú rồng 2 Accent cùng với lại một chú rồng 2 Kama 70 báo thù cho cái trận nào đó đầu mùa leo bị không giết được các bạn ạ. Đấy, giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật trọng tâm đi. Nhưng mà mình nghĩ là trên rank này đánh mạnh vậy rồi thì sao mà có cơ hội cho chú rồng chúng ta gọi là ăn điểm được. Không sao, cứ truy tìm thử. Đây rồi, lại gặp Accent. Sao mà mùa này gặp toàn Accent không các bạn ạ. Đi đâu cũng gặp. Rồi đánh luôn cho chú rồng nhân vật chính đánh bại Accent luôn. Vậy mới là xứng đáng anh tài chứ. Một đấm. Gì vậy? Một đấm thiệt đó. Rồi. Đây rồi. Không cần là mọi người phải bận tâm nhiều đâu. Nào, mà chúng ta có đánh được 59k không nhỉ? Mình sẽ xài cơn lốc gió, chắc là được đấy. Ok luôn. Nhân vật chính là phải như vậy. Báo thù rửa hận cho mọi người. Nhưng mà nói chung là mấy chú rồng Accent mà thuộc loại chưa có thăng tiến sức mạnh tu vi đỉnh phong hai sợi kinh thì mình cũng không có quá là đe đâu nha các bạn. Giờ là 60 á. 60. Ui sao. Giờ báo thù sao báo thù hết được. Toàn Accent thế này đi, sao mà đâu Accent vậy? Ủa, không lẽ là nhà Accent, người Accent rồi. Commit. Rồi rồng vào này, đánh luôn. Này sẽ là cơ hội chúng ta. Bên kia có xài skill commit không nhỉ? Xài đi rồi cho biết thế là cú đấm của bổn vương. Vua lì đòn. Đã bảo rồi không nghe. Trời ơi, bảo rồi không nghe là vô cùng các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ xài skill bóng tối này. Nếu mà giật được 6 phát thì mạnh. Còn không thì hấp huyết lên. Xong. Đấy, giờ là còn lại nhân vật chính là sự hết trơn rồi, còn lại nhân vật chính ra là lụm lúa thôi. Lụm bài cao các bạn ạ. Ui, lụm một điểm nè. Đây thì sao? Lụm luôn. Úi giời ơi, lụm. Đấy, 130k. Công nhận là việc nhẹ lên cao các bạn ạ. Ra phát lụm hai phát mà cái phát đầu tiên mình na na chắc lụm luôn á.
Rồi ok, còn là hai trận chiến cái chu rồng này để tao tiếp tục lụm nha. Dragon Redemption High Five lụm luôn. Ui rồi, chắc mình sợ đó các bạn ạ. Rồi, chắc là mình sẽ xài Đai Anh Hùng các bạn. Nè, đây quá là đã thấy được sức mạnh của Đai Anh Hùng đấy. Lý do người ta gọi là đầu tư vào chu rồng Kama top 1 chỉ có thể là như vậy thôi để mà lụm lụm luôn. Rồi ok, cái chú rồng này mà hồi sinh một chú rồng phải cho điểm lụm là 4 điểm chứ, cho thấp quá trời luôn. Khoan, đánh chí mạng thế là bay màu chú rồng này rồi sao? Thế là sao chơi? Để đai hùng tiếp đi. Đấy ok, không dù không block nhưng mà chúng ta vẫn rất trâu nha, khó để có thể khắc chế chúng ta đấy. Gió nè, revival sống lại nào, sống lại để chịu thêm một lần tổn thương chứ để làm gì phải không các bạn. Sử dụng skill bóng tối 201k. Ồ ồ mạnh quá các bạn ạ. Xài luôn skill magma storm này đấy, vậy không có cay đâu, để cho rồng trường xuân đánh bại mới cay. Không cay đâu, chắc là không cay đâu. Rồi ok các bạn, chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng thôi. Trận đấu này chắc mình lụm luôn ba chú rồng bên kia quá, để chuyển xem có trận đấu nào căng thẳng không. Ơi rồi cưng ba, đây chính là lúc mà nhân vật chính cưng ba các bạn ạ. Phải nói là cũng phải có một cái tập phim như vậy chứ, phải là phô trương sức mạnh. Mới đầu nhân vật chính vào là kiểu bị yếu yếu các bạn, xong rồi sau là mạnh mạnh lên tí xíu, xong rồi gặp ba người mà kiểu mà so với nhân vật chính là yếu rồi, thì chúng ta mới có pha là cưng ba ảo ma Canada đấy, one hit luôn đấy. Rồng Trường Xuân chứng tỏ là Rồng Trường Xuân đã lên một tầm cao mới rồi nha các bạn. Như vậy là cả Rồng Trường Xuân và cả chú Rồng Gió Tiên Sinh đã không phụ lòng chúng ta sau bao nhiêu ngày tháng like và chần chừ, nói chung là làm xong hết trơn rồi mà mình chần chừ tới bây giờ đó, thì cuối cùng cũng đã demo hoa kết quả đấy và có được một cái thành tích cũng vô cùng đáng nể nha. Ok, video của mình đến là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn, các em chia sẻ cho thầy đi.